Dạ đó đúng rồi. Rồi, cái tay kia. Đó tay kia. Rồi, hiểu rồi. Rồi, bây giờ ngồi xuống đứng dậy là được không? Ngồi xuống dậy đang có bó lắm rồi. À, nhưng có bó là bây giờ vậy phải nhịn ăn, hút không khí chừng đã thì mới hết cái đó. Phải đi học là vậy. Giờ mình phải tự cứu lấy mình. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0326 811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.